Chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình nhá. Thì hôm nay là mùng 8 tháng 3, ngày phụ nữ Việt Nam. Thì mình đã thay vợ vào bếp làm món bún đậu để tặng vợ. Các bạn xem với mình nhá. Và hôm nay mình cũng mua hoa rồi. Các bạn đã mua hoa chưa? Các bạn nhìn hoa của mình à? Đấy. Mua hoa tặng vợ rồi đấy. Nhưng mà hôm nay vẫn phải vào bếp các bạn ạ. Các bạn xem món bún đậu của mình làm có ngon không nhé. Giới thiệu với các bạn, đây là vợ mình. Hôm nay anh làm mâm này tặng cho em có thấy vui không? Rất vui. Tuyệt vời các bạn ạ. Mình là một đầu bếp tài ba đấy các bạn ơi. Các bạn xem món của mình làm nhé. Ăn thôi. Đấy, có vẻ cũng ra gì đấy các bạn ạ. Vợ mình bảo mình là khéo tay đấy. Đấy, được. Bây giờ thưởng thức nó thôi. Chén nó. Ồ, bún cắt chưa ấy nhỉ? Lần đầu tiên mình làm cái món này luôn ấy. Thấy có vẻ cũng được đấy. Được điểm đấy các bạn ạ. Rất ngon luôn. Tuyệt vời. Tuyệt vời các bạn ạ. Hôm nay vợ mình rất thích. Ngon. Ngon lắm. Ngon không vợ? Ngon thì phải ăn hết chỗ này nha. Đồng ý không? Ăn hết chỗ này luôn đấy. Nhiều hạt ít quá. Khiếp, chưa đủ chua. Vợ mình ăn chua kinh khủng luôn các bạn ạ. Quả này quả thứ 6 đấy. 6 quả quất phát vào. Thật là kinh khủng. Thank you.
Trời ơi. Rồi, mình lại xin dừng video ở đây nhé. Chúc tất cả các bạn một ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc nhé. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Xin chào tạm biệt.